sóng dữ, chém cá kình giữa biển khơi, chú biết không chịu không lắng làm tì thiệt chúa người. Hay, hay lắm. Ơ kìa Lê Quân được. Lê Minh tôi xin kính chào chủ tướng. Tại sao hôm nay Lê Quân lại thay đổi cách xưng hô, làm cho trinh tôi? Dạ thưa. Từ thuở ấu thơ, chúng ta cùng học chốt thầy chung một đường hướng mũi giáo. Lê Quân thường gọi trên này là cô Úc Tê. Tại sao hôm nay? Chuyện ngày xưa xin đừng nhắc lại, khi lòng tôi đầy uất hận khôn nguôi. Giờ đây chuyện gian sang xin ghi thác ở tay nàng. Thù dân tộc, thù nhà, nặng gánh. Kiểu tiến công nửa đường gãy gánh, bỏ biết mấy công trình nơi đất quân an. Nay Lê Minh tôi xin vòng tay để cùng nhân dân ra sức dẹp xâm. Là thay thế anh hùng và xin nhân cho tôi sao trước một lời thôi. Xin đất trời sáng soi, ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề trước vong linh người chủ tướng anh hùng bằng tất cả chân thành, bằng máu nồng trong biển. Vì bởi lẽ đó Lê Quân xúc động, hãy cho ta nó còn buồn nhớ bí ẩn trong lòng. Toàn bộ kế hoạch xin nhận cho thuộc tướng được ra đi, chỉ trở lại đây khi nào tan bốc giặc. Lời ta tự xin bạn hiểu lòng tôi. Tra hạt sáng trái giặc, Lê tướng quân. Ta mời tướng quân hãy ngồi xuống đây. Dạ, dạ không. Tướng quân cứ ngồi đi. Chủ tướng, nếu đã gọi ta là chủ tướng thì ta sẽ lệnh cho tướng quân phải ngồi. Nhớ, khi nào có lệnh của ta mới được phép đứng lên. Nghe rõ chứ? Xin tuân lệnh. Tướng quân ơi, dần
Tự nhất sinh trước chủ tướng Lê Minh, tôi xin thề bằng danh dự.